Đẹp quá đi, Vinh đang chạy xe điện nha các bạn. Xe điện nha. Rồi, đề nghị anh Ba Xuân là lo chạy xe nha. Ồ, đẹp quá, mát quá mát. Tối mà lên trên đây rồi không gió, đi tham quan khuôn viên quá đã. Range Rover rất là rộng. Con chạy xe này là con phải chạy sát ở trong để có xe hơi khi mà chạy lên đó, người ta còn có lối đi nữa, con chiếm hết cái đường đó. Vậy đó, với lại là chịu khó nhìn cái kiến, mình vừa chạy mình nhìn trước mà lâu lâu mình liếc cái kiến để coi có cái xe nào ở dưới lên không ha. Cái đó là cái thói quen mà để nó sẽ giữ an toàn cho con đó. Chạy xuống dưới biển luôn, quẹo nha, xuống dưới biển luôn, quẹo gì xuống biển luôn. Con không nhớ đường này mình thẳng xuống biển hả? Rồi, có thể quẹo vô đường này được nè. Đó, rồi chưa? Cấm phương tiện, cơ giới, trừ xe điện, ok. Xe điện là vẫn chạy được. Trừ xe điên. Xe Xe nào điên là chạy được. Xe điện. Chạy bên đây là cùng chiều nè. I don't see about that.